Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Seven Live Mỹ Wambo. Thì hôm nay nhất định chúng ta sẽ phải làm một số review về âm nhạc, và đó chính là sản phẩm đang rất là hot hòn hòn của chị Bích Phương, đó chính là bài Sao Em Chưa Bỏ Thuốc. Ok, thì trước khi mà chúng ta bàn sâu về cái bài hát này thì Wambo sẽ nhắc cho khán giả một chút xíu, đó chính là vào tối, ngay vào cái ngày mà ra mắt MV thì đã có một cuộc chiến một sống một còn giữa hai nữ ca sĩ rất nổi tiếng, và gần như có thể nói rằng 49-50 về mức độ nổi tiếng cũng như hình ảnh rất tuyệt vời, đó chính là giữa Bích Phương và Chibu. Thì Chibu thì cùng lúc là cùng một ngày luôn là ra là The Great Show, là những cái mà mỗi tháng Chibu sẽ làm một lần, và mỗi tháng như vậy là Chibu sẽ ra một cái concept khác nhau. Thì đây là một cái chủ đề cũng khá là mới lạ, có nghĩa là trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang gọi là râm ran âm ỉ, thành thử ra là các ca sĩ của chúng ta vẫn chưa thể nào chạy show được, thì The Greatest Show cũng như là những show sau đó chính là những cái để cho khiến cho khán giả có thể gọi là đỡ nhớ idol của mình. Và cùng lúc đó không ngờ rằng là vào ngay tối vào lúc 12 giờ đêm, chị Bích Phương đã tung ngay cái hàng nóng, đó chính là MV Sao Em Chưa Bỏ Thuốc. Thì nói chung là cả hai nhân vật này thì đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với lại khán giả trẻ, cho nên có thể nói đây là một cuộc chiến một sống một còn. Thì bây giờ cái người đang cầm camera là một bạn rất rành về chuyên môn âm nhạc, đúng không nào? Thì từ bây giờ Duy sẽ chính thức sẽ là người đứng phía sau camera, và cũng như là Duy sẽ hỗ trợ cho Wambo về những cái số về âm nhạc như thế này. Cho nên là Duy có thể cho Wambo biết cái cảm nghĩ của Duy về hai nữ ca sĩ này cùng với lại sản phẩm của họ trong vòng đêm qua. Trước tiên thì Duy muốn hỏi lại Wambo một cái vấn đề này là Wambo biết Bích Phương từ sản phẩm hay là xuất hiện ở chương trình nào đầu tiên? Wambo biết Bích Phương từ khi mà Bích Phương hát Có Khi Nào Rời Xa. Đấy là từ giai đoạn đó là Bích Phương rất nổi tiếng với bản hit đó, và những bản hit sau đó nó đều khẳng định được cái thương hiệu ballad của Bích Phương. Và những lần gỡ trở lại gần đây thì Bích Phương bắt đầu là chuyển hướng sang hình ảnh hiện đại hơn, cũng như là năng động hơn, nhờ tiết tấu bài hát cũng rất là đã, rất là chill, rất là feel. Thành thử ra là Wambo bắt đầu thích cái phiên bản Bích Phương sau này hơn là so với lại cái thời mà Có Khi Nào Rời Xa. Thật ra thì Duy biết Bích Phương từ lúc mà thi Vietnam Idol. Ồ, là rất xa đó mọi người. Và cái mùa đó là mùa cực kỳ chất lượng, là mùa của Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lê Phương Anh. Đó. Và tất cả những ca sĩ đó thì ngay thời điểm đó thì Duy còn nhớ lúc đó là Bích Phương hát ca khúc Hương Ngọc Lan. Thì lúc đó thì Duy không ấn tượng với Bích Phương nhiều, tại vì giọng hát thì cũng ở mức trung bình, còn bề ngoài thì cũng khá là bình thường so với cái dàn thí sinh năm đó. Nhưng mà không ngờ thì ngay sau đó là cô ấy ra ca khúc Có Khi Nào Rời Xa và hợp tác với một nhạc sĩ khá đình đám lúc đó là Tiên Cúc Kỳ. Sau đó là hàng loạt các hit được theo phong cách ballad mà Tiên Cúc Kỳ viết, gọi là Donny đóng giày cho Bích Phương, bao gồm Có Khi Nào Rời Xa, Vẫn và rất nhiều ca khúc ballad khác ra cùng album. Và Duy còn nhớ lúc đó thì Bích Phương mới có một cái talk show. Thì Bích Phương nói là đã thấy quen thấy Bích Phương với một hình ảnh ballad do Tiên Quốc Kỳ viết những ca khúc rất là tình cảm. Thì Bích Phương muốn theo phong cách dance, theo phong cách trẻ trung hơn, EDM hơn. Thì Tiên Quốc Kỳ đáp ứng được luôn. Thì cơ bản là cô ấy là một người nhạc sĩ rất là tài ba và viết được cả tất cả những cái gọi là phong cách luôn, ballad có, R&B có, và cái lời là rất là đặc trưng, cái lời cô ấy viết là rất là đặc trưng, dùng được những cái từ rất là mới lạ. Khi mà và Duy bất ngờ là không phải là ngay cái lúc mà ra Em Có Hút Thuốc, em đã bỏ thuốc chưa, mà là ngay lúc mà ra bài Thời Gian Sẽ Trả Lời chung với Big Daddy. Là lúc đó là underground còn đang rất là thịnh ở Việt Nam, thì là lúc mà ra đó là Duy đã cô gái này là khá thú vị, nhưng mà gọi là không có chịu ở yên. Có nghĩa là với cái dòng nhạc này thì rõ ràng là với một số người theo dõi kỹ về Bích Phương thì chắc chắn sẽ không bất ngờ. Đúng. Tại vì thật sự rằng là tất cả những cái mà Bích Phương mang lại cho khán giả rất là nhiều màu sắc và gia vị.
đúng rồi. Rồi chứ không phải là chỉ là mới đây. Chẳng qua là nếu nói về hình tượng thì có vẻ là Bích Phương quyến rũ hơn rất nhiều. Đúng. Đấy, còn nếu nói về dòng nhạc thì thật sự đây cũng là một trong số những thế mạnh của Thiên Cookie trước đó đã tạo nên thương hiệu rồi. Đấy. Thì Quang Bo vẫn trở lại với câu hỏi là nếu như so với lại Chibu của đêm qua thì mà thì theo cá nhân bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Thật ra là hai hình thức của hai người này lúc mà làm một vào đêm qua thì nó khác nhau, thì mình cũng không phải là so sánh trực tiếp được. Không, chúng ta không thể nào mà so sánh trực tiếp đúng được rồi. Bởi vì hai concept khác nhau. Đúng rồi. Và kể cả hai giọng hát cũng không thể nào đặt lên bàn cân được giữa Bích Phương và Chibu. Chúng ta chỉ đang nói cái là các ca sĩ, nữ ca sĩ của chúng ta đã cố gắng và tâm huyết cũng như là đã đổ dồn vào đó như thế nào cái cho cái sản phẩm lần này của tất cả của cả hai cô gái. Và đặc biệt hơn nữa, Quang Bo xin nhắc lại cho mọi người nhớ rằng là cả Bích Phương và cả Chibu sẽ là một cuộc chiến một sống một còn còn dài. Dài. Tại vì sao? Bích Phương có tận 3 bài. Ở trong phần trailer được tiết lộ là Bích Phương có tận 3 bài và em đã bỏ thuốc chưa là một bài trong số 3 bài đó. Còn Chibu thì đã nhá nhem cho mọi người biết rằng là cứ mỗi tháng cô sẽ trở lại một lần với một concept hoàn toàn khác nhau. Chứng tỏ là gì? Cuộc chiến này vẫn còn rất dài. Đầu tiên thì Duy sẽ phân tích về cái sự gọi là update, cái sự mà âm nhạc là bây giờ là phải cập nhật theo thời đại mà. Đầu tiên phải nói là một cái, nói về Chibu trước, phải nói là một cái điểm cộng cho Chibu. Khi mà cái phong cách live stream, một cái show đang gọi là thịnh trên thế giới luôn chứ không phải ở Việt Nam không. Và ngay cả những diva lớn như Trần Thu Hà, Mỹ Linh, Thanh Lam đã bắt kịp cái xu thế này khi mà tổ chức rất là nhiều gọi là show, có một band nhạc giao hưởng luôn nhưng mà là theo hình thức live stream chứ không có bán vé ở nhà hát như là bình thường. Thì hiện tại nay có thể nói là đó là một trong số những phương thức gọi là thích ứng với lại cái tình hình dịch bệnh đang càng ngày càng phức tạp. Còn riêng với Việt Nam mình thì nó hiện tại đang trong chế độ âm ỉ nhưng mà hiện tại vẫn chưa có mở ra các sự kiện để mà khiến cho khán giả có thể được gặp thần tượng của mình, cho nên livestream là một cách rất hay và thông minh cũng như là một cách xử lý rất là tốt của showbiz Việt mình hiện tại. Còn nói về phía Bích Phương thì phong cách nhạc chill, lo-fi, có pha một chút R&B và jazz đang gọi là rất thịnh trên thế giới. Thì Bích Phương và Thiên Cookie cũng là bắt được cái xu thế này luôn, là mỗi người lại bắt được một cái riêng của mình chứ không có trùng nhau nè, nhưng mà vẫn rất là thời đại nha, rất là thất thời và đưa tới cho khán giả những cái sản phẩm mà gọi là mới, làm cho ví dụ như Duy thì theo dõi Bích Phương từ lúc đầu Sự Nghiệp tới giờ thì không bất ngờ khi mà Bích Phương ra một cái ca khúc với một cái phong cách indie lo-fi như thế này, không đầu tư quá kỹ lưỡng gì. Cái MV official MV chỉ là gọi là quay lại cái tin nhắn thôi, nhưng đó chính là một sự sáng tạo và cực kỳ thông minh. Bởi vì ở trên thế giới thì Quang Bo thấy rằng là không phải ca sĩ nào họ cũng ra MV. Đúng rồi. Có những ca sĩ họ chỉ đơn thuần chạy hình ảnh, còn có những ca sĩ họ chỉ đơn thuần là làm một số các kỹ xảo hiệu ứng thôi, nhưng mà MV họ lại rất hiệu quả. Không cần thiết chúng ta phải ra một cái MV kể về một câu chuyện. Tại vì bản thân Quang Bo biết tại sao mà Bích Phương chọn cách này, tại vì bản thân của bài hát đã nói lên câu chuyện một cách quá rõ ràng rồi. Cho nên cũng không cần thiết để mà chúng ta phải xây dựng một câu chuyện nào trên cái câu chuyện đã có sẵn trong âm nhạc hết. Cho nên một MV như thế này rất gần gũi và rất chân thật, cũng như là nó là một sự cực kỳ sáng tạo. Bất kể ai xem MV này cũng sẽ đều thấy được chính bản thân mình cũng như người yêu cũ của mình trong cái đoạn chat đó, đúng không nào? Bao nhiêu người đã lóc người yêu cũ, bao nhiêu người đã nói những lời gọi là phũ phàng với lại người yêu cũ, những người không thực sự xứng đáng với lại tình cảm của chúng ta. Thì rõ ràng với những câu hát nó cũng rất chân thật nha. Có nghĩa là ở về phần lyric của ca khúc Sao Em Chưa Bỏ Thuốc lần này á, thì Quang Bo cảm thấy rằng là cái ca từ nó không hoa mỹ những ca khúc trước đó. Ca từ rất là gần gũi với lại văn nói của người Việt mình. Đa loại như là sao em chưa bỏ thuốc, thuốc lá em, anh em yêu anh như vậy mà em còn bỏ được thì huống chi thuốc lá, chẳng qua là em chưa muốn thôi anh. Tại sao anh cứ xích suy nghĩ nhỉ? Những cái câu nói rất là thẳng thắn, đúng không nè? Thì bản thân của chúng ta khi nói chuyện với người yêu cũ, nếu như dùng những cái từ quá hoa mỹ thì thật sự Quang Bo nghĩ rằng nó không thiết thực. Tại vì không phải ai nói chuyện với người yêu cũ cũng bằng sự văn minh nhất có thể và sự tôn trọng nhất có thể. Tại vì sao? Có những người yêu cũ thực sự phải đá sớm ra khỏi cuộc đời thì chúng ta mới có thể dùng những cái ngôn từ như vậy để chúng ta lùa đi càng nhanh càng tốt. Đấy, thử ra là theo Quang Bo nghĩ rằng là có một số người họ comment ở bên dưới thì Quang Bo thấy rằng là mọi người hay nói rằng là tại sao ca từ nó lại hơi chợt, chua chát. Quang Bo nghĩ rằng là đó cũng là một cái điểm hay. Đúng rồi. Đó là một sự cố ý. Quang Bo nghĩ rằng đó là một sự cố ý, tại vì với cái tầm chuyên môn của Bích Phương lẫn kể cả Thiên Cookie, họ đều biết thừa.
Đúng rồi. Họ đều biết thừa rằng là họ có thể làm cho câu đó một cách hoa mỹ hơn, nhưng mà họ lại không chọn cách đó. Tại vì sao? Nó quá bình thường. Tại vì 10 ca khúc thì ca khúc nào cũng hoa mỹ hết rồi, thì thôi để cho một ca khúc nó hơi chợ chợ một tí, nó hơi chua chát một tí. Để mà chợ, tại vì thật ra là Tiên Cookie là một người đưa những cái chủ đề hết sức đặc biệt. Chiếc bụng đói. Ăn vì tôi luôn có một chiếc bụng đói để ăn được hết. Đó, những cái chủ đề rất là lạ và những cái ngôn từ cũng lạ không kém nha. Lý được. Giải cho cái sự lạ đó thì Quang Bao nghĩ rằng là bản thân cá tính của Tiên Cookie ngoài đời nó cũng đang trả lời được. Chúng ta có thể xem được Tiên Cookie ở trên những vòng như là vòng casting của The Voice chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng cá tính của Tiên Cookie cực kỳ mạnh, thậm chí có thể nói rằng là mạnh hơn rất nhiều so với những ban giám khảo khác, và khá xui cho những thí sinh nào mà thi vào cái đó. Thì nói chung là nó vui vậy thôi, nhưng thực sự rằng là Quang Bao thích cái bài hát này một cách cực kỳ. Và theo quan điểm cũng như là nhận xét của một người khán giả đứng ở vị trí khán giả như Quang Bao, thì Quang Bao cảm nhận được rất rõ ràng phần thắng nghiêng về Bích Phương khá nhiều trong đêm qua. Tại vì sao? Chi Bu cũng lấy cảm xúc ra để mà đánh dấu sự trở lại lần này, cũng tâm sự, cũng kể về những cái cuộc tình, và có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Chi Bu khóc. Chi Bu khóc kể về một cuộc tình, đấy, lần đầu tiên. Còn ở Bích Phương cũng có một cái sự thế mạnh, cũng sử dụng cảm xúc, nhưng lại đưa ra đó chính là cái phé mạnh mẽ của phía phụ nữ. Thì bây giờ Quang Bao chỉ hỏi như thế này thôi, cả hai đều rơi vào một cái trạng thái là sau chia tay. Vậy thì theo các bạn, nếu như các bạn đang ở vị trí và tình trạng là sau chia tay, các bạn sẽ muốn nghe cái nào hơn? Các bạn sẽ muốn nghe một cái nó khiến cho tâm trạng của các bạn đâm sầm xuống đất, hay là các bạn đang muốn nghe một thứ có thể vực dậy tinh thần của các bạn một cách mạnh mẽ nhất? Thì rõ ràng chính các bạn cũng đã trả lời được câu hỏi này. Và Quang Bao đêm qua cũng thực sự khó mà phân biệt được cái sự bất phân thắng bại ở hai cô này. Tại vì thật sự là cô nào cũng xài cảm xúc hết. Mà đã đụng tới cảm xúc thì dĩ nhiên nó rất sát, nó rất gần và nó rất dễ đồng cảm với khán giả. Cô nào cũng mạnh, cô nào cũng có cái gọi là triệt tiêu cảm xúc của thiếu nữ về đêm. Cô nào cũng chơi ban đêm hết mà. Thì nhưng mà Quang Bao nghiệm ra một điều rằng là nếu như mà mình đang trong trạng thái sau chia tay, thực sự nha, Quang Bao sau chia tay, Quang Bao nghe nhạc buồn có, nghe nhạc coi như là muốn tự tử luôn cũng có nữa. Nhưng mà cái thứ nhạc mà khiến cho Quang Bao có cảm giác lấy lại được động lực nhất lại chính là những thứ vật bản nhạc, giống như là cái bài mà của Bích Phương đó. Vực dậy tinh thần, phải không? Đúng, vực dậy tinh thần. Những cái câu từ trong đó nó thể hiện một cái sự quá mạnh mẽ của một cô gái. Ừ, có thể là cô gái đó bên trong rất tan nát. Đúng không nào? Đúng. Thật sự là cái hai cái hình tượng nó rất là, nghe thì tưởng chừng không liên quan tới nhau, nhưng thật sự rất liên quan tới nhau. Cái câu hát của Bo nhớ nhất đó chính là cái câu hát là à, em yêu anh như vậy mà em còn bỏ được, huống chi là thuốc lá. Tặng qua em chưa muốn thôi anh. Thực tế khi khán giả nghe như vậy, khán giả sẽ cảm thấy là nó cái hiểu theo cái nghĩa là nó ở một cái mức đơn giản. Nhưng mà theo Bo hiểu nhá, có nghĩa là ở bên ngoài miệng á, tôi bỏ anh, nhưng mà bên trong tôi chưa bỏ anh. Đúng rồi. Bên trong tôi chưa bỏ anh, giống như chuyện tại sao tôi chưa bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá là phải hút thuốc lá có hại, đúng. Tại sao hút thuốc lá tâm trạng phải buồn. Đúng không nè? Em yêu anh như vậy em còn bỏ được, huống chi là thuốc lá, chẳng qua em chưa muốn thôi anh. Có nghĩa là gì? Tôi chưa muốn bỏ anh trong lòng tôi đâu, nhưng mà bên ngoài tôi phải bỏ anh thôi. Thành thử ra trong cái câu từ gai góc đó nó vẫn có cái sự yếu đuối của một người con gái. Thì cái đòn đó mới là gọi là gì? Double kill. Thì đấy, thí dụ như Chi Bu đi, tâm sự, khóc về một quá khứ đau đớn, đau buồn. Ok, đó chính là gì? Một đòn. Quanh mạng, một mạng. Mà dù đúng không có mạng nào luôn, đúng. Tự mình giết mình đó. Đúng, tự mình giết mình, gọi là sao ta, tự hủy. Nhưng riêng Bích Phương thì nó có cả hai. Vừa buồn, nhưng là buồn trong sự mạnh mẽ. Và bất kỳ cô gái nào cũng muốn hình tượng mình là gì? Hình tượng mình là tao buồn đấy, nhưng mà nhìn vào xem tao đẹp không? Cô gái nào chắc chắn 100% cô gái nào cũng muốn cái tinh thần đó sau chia tay hết. Tao chấp nhận buồn, nhưng mày nhìn vào tao mày phải thấy đẹp đã. Thì cái hình tượng mà Bích Phương đưa ra nó quá quyến rũ. Đúng rồi. Nó quá chân thực và nó quá gay góc. Và nó lạ. Nó lạ. Tại vì như kiểu của Chi Bu thì trước đây là nhiều rồi. Đúng. Hột Hà. Hồ Ngọc Hà lớp son. Lớp son đó. Một cái gọi là một cái tượng đài, một cục mốc của bên dạng như là live concert luôn. Như là một mini show ca nhạc luôn. Phải hát thì ít mà phải tâm sự hát quá thì luôn ít, nhưng mà tâm sự rất nhiều. Thì hôm qua Quang Bao có thấy được hình tượng lớp son ở trong cái sản phẩm của Chi Bu rất nhiều.
ở cái cách thều thào tâm sự, ở cả cái cách mà hát những ca khúc mà liên quan tới những quá khứ, thực sự là nó rất là tương đồng với nhau. Thành thử ra coi như là một cái nước cờ cũng khá là mạo hiểm trong chuyện rằng là nó bị song song với lại một cái huyền thoại. Đấy, và một đàn chị rất là cứng cỏi và rất là cao. Đấy, thì riêng về Chibo, riêng về Bích Phương thì lại đưa ra một cái khía cạnh mạnh mẽ. Thực tế là cái chủ đề nó cũng không mới lắm đâu. Tại vì nếu như chúng ta đã xem cái sự mạnh mẽ trong ca khúc cùng những bài hát cũng khá là nhiều, thí dụ như Tặng Anh Cho Cô Ấy cũng là một dạng rất là mạnh mẽ, đau đớn nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà ở đây lại có cái sự gai góc, và cái sự gai góc nó toát lên từ chính những phần lyric rất thật. Và cái chất nhạc nữa, chất nhạc chiều nữa, rất biết lựa luôn. R&B nha. Đúng, và phải nói là cái phần hòa âm phối khí đợt này là nó quá tuyệt vời. Đúng rồi. Nó không quá buồn, nó mang lại một cái cảm giác tươi mới trong một ca khúc rất buồn. Và đây chính là phong cách mà Quang Bảo rất thích. Đấy, thành thử ra là nếu nói về Chibu hay là Bích Phương thì cô nào cũng mạnh cả, cô nào cũng biết rõ ràng, cô nào cũng nắm thóp được cái cảm xúc của khán giả trong việc rằng là cứ tâm sự. Một người thì tâm sự, một người thì tâm sự truyền tải, còn một người thì đánh thẳng mà. Thì đòn cô nào cũng mạnh hết, nhưng mà riêng Bích Phương nghiêng về phần thắng một chút xíu là ở cái phần mà double kill. Đấy, thì nói chung là phim hay chờ đoạn kết, đúng không nè? Đường dài mới biết ngựa hay. Đấy, thành thử ra là cái cuộc chiến này còn dài mà, cho nên chúng ta cứ xem thử là cô nào sẽ thắng trong phần này. Và đặc biệt hơn nữa, Wambo sẽ nhắc gợi lại một quá khứ một chút xíu, đó chính là nếu như chúng ta nhớ lại cái cú chuyển mình của Bích Phương ở cách thời mà Bùa Yêu á. Bích Phương đấu với ai nhỉ? Sơn Tùng MTB. Bùa Yêu chạy ra mắt cùng ngày cùng giờ với lại Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng MTB. Và lần này cũng là một cú chuyển, cũng là một sự đổi mới, nhưng lại đấu ngang với lại Chị Bực. Thì nói chung là Bích Phương là quá tuyệt vời và ảnh hưởng rất nhiều từ cá tính mạnh mẽ của Tiên Cookie. Cả hai là một bản phối quá hoàn hảo cả ngoài đời lẫn trong sản phẩm, thành thử ra tuyệt vời. Ok, Bích Phương win. Thì lần này là 1-0 thôi, những lần sau thì ai biết. Ok, bye bye mọi người. Và hãy nhớ theo dõi Xeo Mình Sẽ lúc 19 giờ mỗi ngày để chúng ta có thể xem được và cũng như nghe được những phần review, và đảm bảo chỉ có ở Xeo Mình Sẽ. Bye bye. Bye.